Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube Quán Xứ Nghiệp Xuân Lãm. Và những cái sản phẩm em lên anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về cái Quán Nghiệp Xuân Lãm 0913330469 anh chị. Và anh chị đã không có xài Zalo Facebook, anh chị cũng trực tiếp điện giùm em ba cái số này nha anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube này. Và bây giờ này em sẽ lên một cái set trà nha anh chị. Một cái set trà này là một cái set trà Bát Giác nha anh chị. Một cái set trà Bát Giác là trong này là vẽ, họ vẽ hoa nha anh chị, vẽ hoa dừa trúc nha anh chị, dừa trúc dừa đào nha anh chị. Cái này là vẽ có vàng luôn nha anh chị, vàng. Và cái viền này là viền sô cô la. Cái này là họa tiết vẽ vàng nha anh chị, viền sô cô la nha anh chị. Cái này là có truyện truyện chìm như thế này nha anh chị, truyện chìm như thế này. Và cái ly anh chị, ly này là cũng ly này cũng có truyền luôn nha anh chị. Đấy, một cái cặp ly này rất là hoàn hảo luôn, đẹp, rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp cái ly này nha anh chị. Dĩa này là đường kính 14 nha anh chị, đường kính dĩa này là 14. Và ly này là 8 nha anh chị, và cao của này là 6.5. Cao của này là 6.5. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 350k cái set này nha anh chị. Nói chung là cái này là chưa qua sử dụng nha anh chị. 350k anh chị cho em mã F1 nha anh chị, F1 350k. Cái này anh chị, cái này quay này vẫn vẽ hoa nha anh chị, truyện là truyện ẩn nha. Nói chung là cái bộ này là cái set này là vẽ vàng rất là nhiều nha anh chị. 350k anh chị cho em mã F1 350k. Rồi bây giờ em lên một cái ly này anh chị, ly này là lúc nha chị, ly này em có một cặp như thế này nha. Ly này em có một cặp như thế này anh chị. Ly này là miệng này là 7 nha anh chị, miệng là 7.7 nha anh chị, và cao là miệng là 7, chính xác là 7 nha anh chị, và cao của này là 13.5. Cao của này là 13.5 nha anh chị, 13.5. Cái này là những cái dòng này là dòng của Đức cho mà em báo chị nhân dần, những cái dòng men là dòng men cốt sốt nha anh chị, dòng men cốt sốt. Cái này ngoài ra rất là đẹp nha anh chị. Đấy rồi ly này làm được cái. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 700k chị, 700k, 700k anh chị cho em mã E2 nha chị, F2 700k một cặp nha anh chị. F2 700k. Rồi bây giờ em lên một cái cũng cổ ly này cũng là ly Đức luôn nha chị, ly này ly Đức luôn nha. Ly này đường kính là 7 nha chị, và miệng là 7, và cao của này là 18 nha chị, cao của này là 18. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là cái này anh chị, cái này là cũng là dòng men cốt sốt luôn nha anh chị, dòng men cốt sốt luôn. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là rồi 420k cái này, 420k cái ly này nha anh chị, của Đức nha, dòng men cốt sốt 420k. Anh chị cho em mã F3. Rồi bây giờ em lên cái bộ này nha chị, cũng là tiếp bộ này luôn. Bộ này là cũng anh chị, đây là dòng hũ tâm, hũ đường, hũ tâm nha chị, hũ tâm hũ tiêu. Rồi cái này em có, em có 4 chiếc nha anh chị, em có 4 chiếc như thế này nha. 4 chiếc thế này, cái này là này đường kính là 10 nha chị, cái này đường kính là 10. Và cái này là đường kính là 6 nha chị, cao của này là 5.5 nha chị. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 600k nha chị, 600k 4 chiếc này. Anh chị cho em mã F4 nha chị, F4 600k. F4 600k 4 chiếc này nha chị. Em sẽ ưu tiên cho anh chị lấy nguyên cái con này luôn. Này xuất sắc.
Rồi bây giờ em lên một cái thố nha anh chị. Một cái thố này là một cái thố Imari nha anh chị. Imari nha. Cái này là có truyền nha anh chị. Có truyền cái này. Thố này anh chị để đựng mứt. Cái này là đường kính này là 11 nha anh chị. Cao của này là 6 nha anh chị. Một cái thố Imari vẽ vàng nha anh chị. Cái này là có trúc thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi cái thố này em bán cho anh chị với giá là một cái thố này em bán cho anh chị với giá là 450k cái thố này. Imari nha anh chị, 450k vẽ vàng rất là nhiều luôn. Anh chị chốt em mã F5. Rồi em lên một cái này anh chị, em lên một cái này nha. Cái này là cũng là thố ngũ sắc nha anh chị, thố ngũ sắc. Thố này là đường kính là 12.5 nha anh chị. Và cao của này là 8. Cao của này là 8 nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái một cặp này với giá là đẹp luôn. Một cặp này là 350k nha anh chị, 350k một cặp như thế này. Anh chị cho em mã F6. 350k F6 nha anh chị, F6 350k. Rồi bây giờ em lên một cái tô nha anh chị. Một cái tô này là dễ vẽ tay nha anh chị. Một cái tô này là vẽ tay. Và cái này là hoa như thế này nha anh chị. Họa tiết hoa vẽ nổi nha. Toàn bộ là vẽ nổi nha anh chị. Vẽ nổi nha. Ở trong này cũng là nhận như là cái này là tô xưa nha anh chị. Tô xưa truyện như 4. Nó truyện như thế này nha anh chị. Tô này là đường kính này là 20.5. Dạ 20.5 nha anh chị. Cao của này là 6.5 nha anh chị. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 200k cái tô này. 200k tô này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã F7. 200k F7 nha anh chị. F7 200k. Rồi bây giờ em lên hai cái này là hai cái khay chữ nhật nha anh chị, hai cái khay chữ nhật. Khay chữ nhật này đường kính là 21 nha anh chị và ngang của này là 13.5. 21 ngang là 13.5 nha anh chị, 13.5. Rồi cái khay này, một cái khay này anh chị, anh cái khay này anh chị để rượu nha anh chị, để cái bình rượu hay là gì thức ăn cũng được anh chị, ok lắm luôn. Cái khay này em bán cho anh chị một khay này 80k. Anh chị cho em mã F8. Mỗi chiếc này 80k nha anh chị. F8 nha. Mỗi chiếc này là 80k. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị. Cái này là một cái ly này là ly sứ xương nha anh chị. Rất là mỏng nha. Này là mỏng như cái vỏ trứng anh chị. Nói chung là những cái nào, những cái ly này là họ làm rất là đẳng cấp nha anh chị. Đó như thế này. Chiếc này em có lại là 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc sứ xương như thế này. 5 chiếc sứ xương nha anh chị. Truyện thì truyện ký thì những cái dòng này là dòng, những cái dòng men cao cấp nha anh chị. Viền cái dưới chân đấy là vẽ vàng luôn nha anh chị, vẽ vàng như thế này nha. Đó, vẽ vàng như thế này. Mỏng, rất là mỏng nha anh chị, nó mỏng kiểu như là như cái vỏ trứng anh chị. Tưởng tượng cái này là vỏ trứng mà. Cái này là đường kính này là 9 nha anh chị và cao của này là 5 nha anh chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 240k bộ này. Em bao chị là bộ này rất là mỏng nha anh chị, nó mỏng cực kỳ luôn, 240k. Cái này là vẽ lacquer vàng nha anh chị, dưới khui cũng là lacquer vàng và họa tiết hoa cũng là lacquer vàng luôn. 240k anh chị cho em mã F9 nha anh chị, F9 nha. 240k truyện ký thì đầy đủ nha anh chị. F9 mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Cái này hai lần hai cái kia. Rồi bây giờ em lên một cái cặp này nha anh chị. Cặp này là trùng luôn nha anh chị. Trùng. Ừ.
trùng không ngủ được chứ thì sao. Rồi bây giờ em lên một cái cặp này anh chị, một cái cặp này nha. Cặp này là đường kính là 19 nha anh chị, đường kính này là 19. Và cái này là họa tiết ở trong ở ngoài luôn nha anh chị. Đó, vẽ trong vẽ ngoài luôn anh chị. Cái này là đường kính là 19.5 nha anh chị, và cao của này là 7, 19.5 cao là 7 nha anh chị. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là 170k cặp này. 170k cặp này nha anh chị, chốt em mã F10, 170k F10. Rồi bây giờ em lên hai cái này anh chị, cái này là cái này một hai cái dĩa nha chị, hai cái dĩa nha. Hai cái dĩa này là hai cái dĩa xà cừ nha anh chị, hai cái dĩa xà cừ dĩ nhiên là của Âu nha anh chị, của Âu nha. Cái này là truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ. Viền là viền vàng nha chị, đường kính này là 13. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là cặp này bán cho anh chị với giá là 80k cặp này đi anh chị chốt em mã F11. 80k F11 nha chị, 80k cặp này F11. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị. Bộ này em có là 6 chiếc nha chị. Bộ này em có 6 chiếc họa tiết vẽ hoa nha chị. 6 chiếc họa tiết vẽ hoa. Cái này là đường kính này là 14.5 nha chị. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 120k. Anh chị cho em mã F12. 120k 6 chiếc nha, cho thế này thế này nha chị, F12. Rồi em lên cái này là tô lam nha chị. Tô lam này đường kính này là 13.5 và cao của này là 8.5 nha chị. Rồi cái tô này lam này, cái này là có truyện nha chị. Cái này em bán cho anh chị 90k cái tô này. Anh chị chốt cho em mã F13. 90k chị F13 nha. Rồi bây giờ em lên một cái cặp này anh chị, một cái cặp này là một cái cặp lam nha anh chị, một cái cặp tô lam. Cặp này là đường kính này là 17.5 nha anh chị, cao của này là 9. Cao của này là 9 nha anh chị. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá là 250k cặp này. Anh chị chốt cho em mã F14, 250k F14. F14 nha anh chị, 250k. Rồi bây giờ em lên cái bộ này anh chị, bộ này. Bộ này là Hoja nha, hàng này là hàng cao cấp nha anh chị. Bộ này em có là ba cái set ly như thế này anh chị. Ba cái set ly như thế này là vẽ lam nha anh chị, vẽ lam truyện ký thì đầy đủ anh chị. Hoja nha anh chị, Hoja nha. Hàng này là hàng rất là hàng nhập nha anh chị. Rồi cái này em 3 set nha anh chị. 3 set hiện tại em dư một cái dĩa như thế này. Cái này là đường kính này là 14.5 nha anh chị, và cao của này là 2.5. Rồi cái này em có 3 set nha anh chị, 3 set này. Rất là đẹp luôn. Với là dư một cái dĩa như thế này. Rồi cái set này em bán cho anh chị với giá là 280k nha chị, 280k cái set này nha anh chị, 280k. Nói chung là ba set này đó, em kèm cho anh chị một dĩa luôn. Ở 280k cái set này. Anh chị chốt cho em mã EF15 nha chị, F15. Cái dĩa này là đường kính là 14.5 nha anh chị, và miệng cái này là 7 nha. Cao của này là 7 luôn nha anh chị, đó F15 280k. 4 dĩa và 3 ly nha chị, 4 dĩa và 3 ly. Rồi em lên một cái này anh chị, một cái set này là một cái set vẽ vàng nha anh chị. Họa tiết vẽ vàng trong ngồi luôn. Họa tiết vẽ vàng trong ngồi nha anh chị. Đó nói chung là đấy.
Truyện ký thì đầy đủ nha chị, truyện ký thì đầy đủ luôn. Set này là viền vàng nha chị, đường kính này là 15. Đường kính này 15 nha chị. Rồi cái set này bán cho anh chị với giá là 140k cái set này, họa tiết vẽ vàng, viền vàng luôn nha chị, viền vàng nha. Đó, cái này là truyện xanh. Cái này là 140k, anh chị cho em mã F16. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái dĩa để anh chị đựng cái dĩa này anh chị để bộ rượu cũng được anh chị, bộ rượu nè. Hay là anh chị nói cái dĩa này hơi dày nha anh chị, và hai bên này là hai cá tôm nha anh chị. Cái này là viền, là viền xanh. Nói chung là dĩa này hơi xưa xưa một xíu nha anh chị. Cái này là đường kính này là 19 và cao của này là 4 nha chị. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 60k cái dĩa này. Anh chị có cho em mã F17, 60k một chiếc nha anh chị, F17 nha. F17. Nhiều. Rồi em lên hai cái này anh chị, em lên hai cái này nha. Cái mà hai chiếc rồi, có một chiếc là bị dâm xíu. Một chiếc nó bị dâm xíu nha anh chị, một dâm xíu chỗ này. Cái này là một cái tô phong cách Âu anh chị, dâm một xíu nha, 1991. Rồi cái này là viền, là fine xíu nha anh chị. Đường kính này là 12.5, cao của này là 7.5 nha anh chị. Em bán chị hai chiếc này viền, một chiếc thì viền nó bị fine một xíu, một chiếc là viền nó bị dâm một xíu nha anh chị, bị dâm một xíu nha. Rồi cái này em bán cho anh chị là cặp này anh chị, cặp này em bán cho anh chị nha, 120k cặp này đi, 120k anh chị. Một cái này bị dâm một xíu nha anh chị, 120k. Anh chị chốt cho em mã F18 một chút chỗ này nha chị, F18 nha, F18. Một chiếc này em đã bán có 120 rồi, bây giờ này thêm một chiếc nữa là cái như là cũng 120 nha anh chị. F18 cái này là phong cách của Âu rồi. Rồi em lên một cái thố nha anh chị, cái thố này là một cái thố 5 tầng nha anh chị. Bình thường anh chị để vẫn là để dày được nè anh chị đấy. Như thế này là bộ này em có 5 là... Rồi như thế này nha chị. Đó là một cái vòng nha anh chị đấy, để như thế này. Còn bình thường anh chị đấy ráp lên để lên như thế này nha chị. Rồi em đo cái vòng tròn tiếp này. Cái vòng này là đường kính là 34 nha anh chị. Vòng này là đường kính 34 và cao của này là 4 nha anh chị. Cao của này là 4. Đấy. Cái này em có lại 5 tầng nha anh chị, 5 tầng như thế này nha. Rồi một cái này là nắp đậy như thế này chị, một cái nắp đậy như thế này nha. Đấy, một cái nắp đậy như thế này. Và em sẽ đo chiều cao nha chị. Cao này là 20 nha anh chị. Cao này là 20. Đấy, cao là 20 nha anh chị. Rồi cái thố này em bán cho anh chị là, rồi thố này em bán cho anh chị với giá là 350k cái này, 350k anh chị. Anh chị chốt em mã F19 nha chị, 350k F19. Rồi cái này anh chị, cái này là một cái gạch tàn nha chị, một cái gạch cuốn tàn mà cái này là em có 2-3 chiếc gì á. Cái này là mới chưa qua sử dụng nha chị, chưa qua sử dụng. Cái này là bằng một chút thủy tinh mà gác gác một chút cao lên. Rồi cái này là đường kính này là 17.5 nha chị, đường 17.5. Đấy, cái này là em bán cho anh chị với giá là 50k nha chị, 17.5. Là cái này là rất là to nha chị, em bán cho anh chị với giá là 50k. Anh chị chốt cho em mã F20. 50k anh chị, F20 nha. 1, 2, 3, 4 chỗ nha anh chị nói. Như thế này nha, mới luôn, chưa qua sử dụng luôn. Rồi bây giờ em lên một cái xô nha anh chị. Một cái này là một cái xô để gấp đá nha anh chị. Gấp đá nha. Cái này là nặng, rất là nặng luôn nha anh chị. Cái xô này dày mà nặng lắm luôn nha anh chị. Nó dày mà rất là nặng luôn. Rồi cái này là đường kính này là 13.5. Cao của này là, cao của này là 13.5 luôn nha anh chị. Cao là 13.5. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 170k. Anh chị cho em mã
F21 nha chị, 170k F21. Rồi bây giờ em lên một cái này là một cái gạt tàn nha chị, một cái gạt tàn này là một gạt tàn pha lê nha chị, một cái gạt tàn pha lê. Một cái gạt tàn pha lê nha chị, pha lê mà màu trà nha chị, nói chung mấy cái này là hiếm có nha. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là đường kính này là 16.5 nha chị, cao của này là 4 nha chị, một cái gạt tàn pha lê. Đấy, cái màu trắng thì anh chị tìm dễ nha, những cái màu trà anh chị tìm hơi khó, mà cái này là xuất sắc đẹp luôn. Cái này em bán cho anh chị với giá là 150k chiếc này. 150k chiếc này nha chị, anh chị cho em mã F22. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.